Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục hỏi đáp thuần phệ tinh không số thứ 10. Trong số phát sóng lần này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm nhiều khía cạnh hấp dẫn về hành trình của La Phong trên con đường tu luyện đầy thử thách. Với sự phát triển không ngừng về sức mạnh, La Phong không chỉ đối mặt với vô số thế lực hùng mạnh trong vũ trụ mà còn phải đương đầu với những quyết định khó khăn ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè và toàn bộ nhân loại trái đất. Qua chuyên mục số thứ 10, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc La Phong đã gia nhập bao nhiêu thế lực, hay việc sau khi kết thúc cuộc chiến thiên tài, việc đầu tiên La Phong làm khi mà trở về trái đất là gì. Hãy cùng nhau đón chờ và khám phá vũ trụ thuần phệ tinh không và hành trình phi thường của La Phong trong số lần này. Câu hỏi đầu tiên, La Phong đã gia nhập bao nhiêu thế lực? Ở trong tiểu thuyết thuần phệ tinh không, La Phong đã gia nhập tổng cộng 6 thế lực lớn, trong đó có một thế lực được công nhận là mạnh nhất trong toàn vũ trụ. Đầu tiên chính là công ty vũ trụ ảo, là một trong 5 thế lực của nhân loại xếp hạng thứ 2, tầng lớp lãnh đạo của 5 vị vũ trụ chi chủ, trong đó có 3 người là đệ tử của Nguyên Tổ. Xét về sức mạnh cứng thì công ty vũ trụ ảo chỉ thua đấu vũ trường của cự phủ một vị chân thần. Thế nhưng về công nghệ cao, đặc biệt là mạng vũ trụ ảo, thì cự phủ đấu vũ trường không thể sánh được. Mạng vũ trụ ảo thích hợp cả giao tiếp và tu luyện, gần như là vô hạn khả năng. Công ty này đào tạo nhân tài qua 4 cấp độ, Nguyên Thủy, Thái Sơ, Thiên Địa và Mặt Thế. La Phong cùng với Hồng và Lôi Thần ban đầu trở thành thành viên ngoại vi của công ty, được xếp vào nhóm tinh anh cấp 3. Sau đó La Phong thông qua cuộc chiến thiên tài đỉnh cao đã tiến vào khu vực Thái Sơ, nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện, rồi lại tự mình tiến lên cấp độ Nguyên Thủy cao nhất, trở thành thiên tài hiếm có trong hàng vạn kỷ nguyên. Sau khi trở thành đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, con đường phát triển của La Phong càng thêm thuận lợi, khi mà anh còn ở cấp độ giới chủ đã có thể đánh bại cao thủ cấp Phong Vương cực hạn. Có thể nói rằng sự thăng tiến của La Phong không thể nào tách rời sự hỗ trợ và bồi dưỡng của thế lực này. Thứ hai, Liên minh lính đánh thuê vũ trụ là thế lực xếp thứ 3 trong 5 thế lực của nhân loại, đồng thời cũng là tổ chức lỏng lẻo nhất, với 99% võ giả và sư niệm lực của nhân loại là thành viên của liên minh này và gần như không chịu bất kỳ ràng buộc nào. Tầng lớp lãnh đạo của liên minh là 3 vũ trụ chi chủ. La Phong không gia nhập vào tầng lớp cốt lõi của thế lực này. Thế nhưng khi mà còn ở cấp độ hàng tinh, anh cùng với Hồng và Lôi Thần đã trở thành lính đánh thuê tập sự của vũ trụ. Thứ ba, Hồng Minh là một trong 9 siêu thế lực của vũ trụ Nguyên Thủy. Hồng Minh là liên minh đứng đầu do nhân loại lãnh đạo, với các thành viên đều là cường giả trong nhân tộc và các tộc đồng minh. Điều kiện gia nhập Hồng Minh rất là cao, yêu cầu phải đạt đến cấp độ Phong Vương bất hủ và là thành viên của nhân tộc hoặc là các tộc đồng minh. Sau đó cần được tầng lớp lãnh đạo của Hồng Minh thông qua. Hồng Minh đi theo hướng tinh anh, với hơn 3 triệu Phong Vương bất hủ và hơn 40 vị vũ trụ chi chủ. Thành viên chính thức của Hồng Minh được xếp hạng từ 1 đến 7 tinh dựa trên chiến tích, với quyền lợi càng cao khi mà xếp hạng càng lớn. La Phong khi mà còn ở cấp giới chủ đã dựa vào chiến tích để gia nhập Hồng Minh và nhanh chóng trở thành cường giả Phong Vương vô địch. Thứ tư, Giáo đình Tổ Thần là thế lực được công nhận mạnh nhất trong vũ trụ Nguyên Thủy, được thành lập từ khi vũ trụ hình thành, với nhiệm vụ duy trì hoạt động của vũ trụ và được bảo vệ bởi các quy luật vận hành của vũ trụ Nguyên Thủy. Giáo đình Tổ Thần có thể trực tiếp giao chiến với ý thức của vũ trụ Nguyên Thủy và sở hữu số lượng lớn các sinh mệnh đặc thù cùng với bảo vật hiếm có. Tầng lớp lãnh đạo là 3 vị vũ trụ chi chủ hàng đầu. Dù ở bên trong vũ trụ Nguyên Thủy, họ có sức mạnh vô địch, có thể đối đầu với chân thần. Thành viên cốt lõi của giáo đình gồm 8 đại thú thần, 72 thần tướng và 3.000 thần sứ, tất cả đều ở cấp độ Phong Vương vô địch. Thành viên của giáo đình được chọn thông qua truyền thừa, và La Phong đã trở thành một trong những hộ giáo thần chủ khi mà được giáo đình tổ thần chiêu mộ nhờ vào khả năng và tài năng đặc biệt của mình. Tộc Kim Sắc Cự Thú. Sau khi đoạt xá Kim Sắc Cự Thú, La Phong trở thành thành viên của tộc này. Kim Sắc Cự Thú là một tộc mạnh trong vũ trụ, là hậu duệ của Kim Chi Thú Thần. Với tiềm năng phát triển rất lớn, những thành viên của tộc này thường có ít nhất là cấp độ bất hủ. La Phong sau khi đạt đến cấp độ vũ trụ tuần giả đã được thu nhận vào liên minh cự thú Ngân Hà. Và nhờ vào sức mạnh của mình, anh được thủy tổ cự thú chú ý và cuối cùng trở thành một thành viên chính thức của tộc này. Thứ 6, Đế quốc Hắc Long Sơn. Trong những cuộc phiêu lưu ban đầu ở trong vũ trụ, La Phong đã gia nhập Đế quốc Hắc Long Sơn, một quốc gia tầm trung ở trong vũ trụ. Khi có giấy tờ chứng nhận của Đế quốc Hắc Long Sơn, La Phong đã bắt đầu hành trình phiêu lưu ở trong vũ trụ từ đây. Trong số những thế lực này, Giáo đình Tổ Thần được công nhận là thế lực mạnh nhất, vượt trội hơn tất cả các thế lực khác ở trong vũ trụ Nguyên Thủy nhờ khả năng duy trì và quản lý các quy luật của vũ trụ. Câu hỏi số 2, sau khi kết thúc cuộc chiến thiên tài, việc đầu tiên La Phong làm khi trở về trái đất là gì? Đầu tiên chính là giải quyết mối đe dọa tiềm ẩn từ bên trong vũ trụ.
gia tộc Nặc Lan Sơn nuôi tham vọng chiếm đoạt tài nguyên và quyền kiểm soát trái đất. Trước khi mà La Phong tham gia cuộc chiến thiên tài, gia tộc này đã nhiều lần phái người đến trái đất để thăm dò và cướp bóc, gây ra mối đe dọa lớn. Mặc dù La Phong đã ngăn chặn những hành động này khi còn ở trái đất, thế nhưng dã tâm của bọn họ chưa bao giờ bị tiêu diệt. Sau khi La Phong nâng cao sức mạnh và địa vị qua cuộc chiến, anh biết chắc chắn rằng gia tộc Nặc Lan Sơn sẽ không dừng lại. Do đó, anh cần ngay lập tức xử lý triệt để mối nguy hiểm tiềm tàng này khi mà trở về nhà, để tránh những nguy cơ sau này. Ngoài gia tộc Nặc Lan Sơn, còn có một số yếu tố bất ổn nội bộ ở trên trái đất. Một số thế lực có thể cảm thấy lo ngại trước sự nổi lên của La Phong, thậm chí có thể cấu kết với các thế lực bên ngoài để gây nguy hiểm cho trái đất. La Phong với vai trò là người bảo vệ trái đất, có trách nhiệm duy trì hòa bình và ổn định. Việc dọn dẹp nội bộ là cần thiết để săn đe những thế lực bất ổn, bảo đảm an toàn cho trái đất. Cuộc chiến thiên tài là đấu trường của những thiên tài mạnh nhất vũ trụ. La Phong đã đạt được thành tích xuất sắc, khẳng định sức mạnh và tiềm năng của chính mình. Khi mà trở về trái đất, anh cần thông qua hành động dọn dẹp nội bộ để cho các thế lực trên trái đất thấy rõ sức mạnh và quyết tâm của mình. Họ cần hiểu rằng La Phong không còn là người yếu ớt trước đây, mà là một người bảo vệ mạnh mẽ và quyết đoán. Chỉ khi thiết lập được quyền uy và vị thế của mình, anh mới có thể bảo vệ tốt hơn cho trái đất và loài người. Trong thời gian La Phong rời trái đất để tham gia cuộc chiến thiên tài, trật tự ở trên trái đất có thể đã trở nên lỏng lẻo và hỗn loạn. Một số thế lực có thể đã lợi dụng cơ hội này để tranh giành quyền lực và tài nguyên, gây ra xung đột và bất hòa. La Phong dọn dẹp nội bộ nhằm tái thiết lập trật tự, giúp các thế lực ở trên trái đất nhận ra vị trí và trách nhiệm của họ, từ đó duy trì sự ổn định và đoàn kết cho trái đất. Bảo vệ an toàn cho gia đình và bạn bè. La Phong rất là coi trọng gia đình và bạn bè, những người thân yêu nhất của anh. Gia tộc Nặc Lan Sơn và các thế lực khác luôn coi gia đình của La Phong là con bài để đe dọa anh, nhằm đạt được mục đích riêng. Trong thời gian diễn ra cuộc chiến thiên tài, La Phong không thể nào bảo vệ gia đình mọi lúc. Điều này luôn khiến anh lo lắng khi mà trở về. Khi mà trở về, anh phải lập tức loại bỏ những mối đe dọa này để bảo đảm an toàn cho gia đình và bạn bè của mình. Bạn bè đã giúp đỡ La Phong rất nhiều trong quá trình trưởng thành, và họ cùng với anh đã trải qua nhiều thử thách khó khăn. Để bảo vệ sự an toàn của bạn bè, La Phong cần loại bỏ những thế lực có thể gây hại đến họ. Chỉ khi làm như vậy, anh mới có thể tiếp tục con đường tu luyện một cách yên tâm, và bạn bè của anh mới có thể sống trong một môi trường an toàn và phát triển. Thực hiện trách nhiệm đối với trái đất. Sau khi nhận được truyền thừa, La Phong đã gánh vác trách nhiệm bảo vệ trái đất. Cuộc chiến thiên tài đã giúp anh hiểu sâu hơn về sự tàn khốc và nguy hiểm của vũ trụ, đồng thời càng củng cố quyết tâm bảo vệ trái đất. Dọn dẹp nội bộ chính là một phần trong sứ mệnh bảo vệ trái đất của anh. Chỉ khi loại bỏ hoàn toàn những mối đe dọa từ bên trong, anh mới có thể tạo điều kiện cho trái đất phát triển tốt hơn ở trong vũ trụ. Nhân loại trái đất vẫn còn tương đối yếu ớt trong vũ trụ, cần không ngừng phát triển và lớn mạnh. La Phong dọn dẹp nội bộ có thể tạo ra một môi trường phát triển an toàn và ổn định hơn cho nhân loại trái đất, giúp họ dễ dàng tiếp thu công nghệ và văn hóa tiên tiến từ vũ trụ, từ đó nâng cao sức mạnh và chất lượng của mình. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai của nhân loại trái đất. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chuyên mục hỏi đáp thuần phệ thiên không số thứ 10. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.